Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhiên Thích Đi. Tập vlog ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hành trình khám phá Campuchia, du lịch tự túc. Ở phần số 1 thì Nhiên đã giới thiệu cho các bạn những điều cần chuẩn bị, lưu ý, xử lý sự cố khi mà đi xe máy qua Cam. Tập này mình sẽ giới thiệu cho các bạn về hotel và hostel. Trong hành trình gồm có 2 khách sạn nhà nghỉ ở cửa khẩu Tây Ninh, Hà Tiên, 2 hostel ở Phnom Penh, 1 ở Siem Reap và 1 khu nghỉ dưỡng có bungalow ở Kampot. Các bạn sẽ khá là bất ngờ về giá cả ở đây đấy. Và dĩ nhiên đã làm review thì mình sẽ nói cả những mặt tốt và những mặt tiêu cực mà mình đã trải qua. Giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu nhé. Và bây giờ là 8 giờ, mình đã có mặt ở khách sạn của Gò Dầu Tây Ninh. Thì mình sẽ review cái phòng. Đây là phòng có 2 giường dành cho 4 bạn nữ. Phòng nhiêu em? 507 là ngày đêm luôn hả? Hay là đêm thôi? Là một ngày. Có bàn tivi đầy đủ. Phòng tắm. Phòng tắm khá là thích. Phòng tắm rộng quá. Phòng tắm này ok nè. Rất là sạch sẽ. Hả? Chân chà sạch sẽ luôn. Còn 2 vợ chồng này thì đặt phòng riêng. Hôm nay có 3 đứa đã trả tiền, đã trả phòng nhưng mà không đi. Nghiệt ngã một cái là cái chỗ hostel đó, lúc mà mail thì nó kêu là có chỗ gửi xe, và bây giờ đến thì nó kêu là đông quá, nó không có chỗ gửi xe, và bây giờ tụi mình phải đi tìm chỗ để gửi xe. Vì là họ đưa cho tụi mình một cái bản đồ, mà bản đồ thì lại là chữ Campuchia, nên là kêu mình tự đi tìm địa chỉ thì mình cũng không có tìm ra. Vì vậy mình quyết định là đi về lại khách sạn. Chưa gì mà mình cảm thấy fail cái khoản này rồi đó. Tôi nghĩ sao đưa cho người ta đi tìm mà người ta không biết tiếng địa phương, mà chữ bản đồ thì toàn tiếng địa phương không à, sao tìm ra? Cái này nó cũng không có đánh dấu ở chỗ là cái gì, nó quẹt. You can find it out. Yeah. Can find nothing in there. It's the high school. Wait, so we are here. You go with me. Okay. Cái đường đi đúng khó biết luôn á. Ở ngoài thì không có cái dấu hiệu gì luôn. Vậy mà nó kêu mình tự đi bằng bản đồ. Không có được khóa cổ. Hay vé xe đây, 2.000 mai trả. Cái đó nó phải lo cho mình chứ đúng không? Đúng rồi. Nó lại bắt mình dịch vụ của nó, đi kiếm vừa đi. Trong khi nó nhân viên nó đâu ít đâu Nhiên. Nhưng nhìn vô trong không? Đóng nhân viên luôn. Mà làm biếng không chịu đi. Ok. Học đường dép. Khách sạn nhìn thì được, dịch vụ chán. Cái gì trời? Cái mùi gì? Tụi mình ở đây luôn không thôi hả? Ê, cái phòng này có người ta không? Có 2 người. Còn lại là tụi mình hả? Bây giờ chia giường. Rồi tối nay tôi ngủ một mình một giường rồi. Vì là tụi mình đặt cái giường đom này là dạng như giường đôi, sẽ 2 người ngủ. Nhưng mà nhóm mình hôm nay thiếu 3 đứa, một đứa thì qua sau và 2 đứa thì hủy kèo. Do đó mà 3 đứa tụi mình sẽ được mỗi đứa một giường đôi luôn, rất là rộng. Pha cho tao nhiều sữa. Gửi xe bên kia. Đây đám bạn mình đây. Cái khách sạn du lịch có hồ bơi rồi. Vậy hả? Thank you. Đây nè, khách sạn đây nè. Lobby. À, có một cái hồ bơi ở giữa. Có pizza luôn. Nhìn cái khách sạn ở đây khá là thú vị. Đi ra cái dòng xoay nè, đúng không? Qua tới đây nè, em vòng xuống đây nè, em vòng qua đây nè. Rồi mai mình đi lên đây, đi đây quẹt ra đây cho không phải nhà em. Cỡ quận nhất là em biết đường em đi rồi. Ủa mình ở đây 3 đêm luôn. The breakfast is 8 AM until 11. Đây tụi mình sẽ ở phòng dorm cho rẻ nè, còn này là 2 vợ chồng nó sẽ ở cái một cái phòng xịn hơn, nói chung phòng xịn hơn, có view đẹp hơn. Thì mình sẽ qua review ké phòng nó cho các bạn xem nha. Tên wifi là Nhiên hả? Dạ. Còn tên đặt phòng cũng là Nhiên. Ủa tôi đâu có đặt phòng đâu, tiện để tên tôi nè mọi người ơi. Và bây giờ thì mình lên những phòng. Trời cưng lắm Nhiên. Rồi full đèn hết luôn chưa? Full chưa không biết, để coi. Tới đây là review phòng ly, chỗ tắm nè. Để đồ, có két sắt nè, cà phê, trà, cái gương. hai người ngủ riêng. Đây là ngủ riêng rồi, đâu được nằm chung đâu. Cái gì mày? Nằm chung mà, nằm chung đẩy lại, đẩy được mà. À, đông mày đẩy lại coi, mày đẩy lại đó coi. À. Rồi ok. Thôi, review xong phòng này rồi đi. Ủa xong rồi hả? Review sơ sơ thôi. Phòng mình nằm đâu trời. Ôi, nguyên đám đây chụp hình đẹp này. Cái lầu. Ok, bây giờ thì mình sẽ review phòng này. Ủa mà mọi người mở full đèn chưa? Em mà biết full đèn đâu chết liền cũng nhiên cái bà liền. Nè mọi người mở đây nè. Rất là xinh, màu rất là sáng sủa, cute. Có cầu thang đi lên như thế này. Thì đó mỗi người sẽ có một ô như vậy. Còn ở ngoài bên ngoài này thì mình sẽ có từng cái tủ locker tương ứng với lại cái mã phòng đom mà mình ở. Ngoài đây là hành lang bên ngoài các bạn. Để từ cái phòng của mình đi ra luôn là sẽ có nhà vệ sinh. Và đây là nhà vệ sinh khá là đầy đủ. Có cả máy giặt. Máy này máy gì? Máy sấy gương, quá trời gương luôn. Máy kẹp tóc bằng ủi. Rất là nhiều phòng tắm. Tụi mình đã cất đồ rồi và bây giờ tụi mình sẽ đi bộ xuống đây để bơi. Thôi kêu ba món này đi. Đồ sáng khoảng 4 đô, 4 đô rưỡi, 5 đô. Mình ở phòng dorm á thì tụi mình không được free ăn sáng, mình phải tốn tiền để mua. Còn như con này nó ở phòng riêng, một phòng hai người, hai vợ chồng á là nó sẽ được một phần ăn sáng và phần nước luôn. Chơi về các bạn, có khát nước thì ngay cửa thì nó có cái chỗ này là để mình uống nước đá miễn phí nè. Với lại mình có thể lấy bình để mình refill miễn phí luôn. Ba này là của một cái quán cà phê. Có hình con khỉ kìa, có hình con khỉ ở trước kìa. Cái in vô. Tiền gì đây? Tiền gì đây? Tiền để thế chấp cái này nè. Ai cũng phải thế chấp hả? Nó bắt mình điện thông tin với cái máy, xong rồi nó mới táp cái máy thông tin này qua cái dây đó, xong rồi mình dùng cái dây đó. Đã cọc nữa, cảm thấy hơi phiền phức. Đưa đây, đưa hết tiền lại cho em đi cái túi Nhiên 3 đô đúng không? 2 đô à? Thôi bây giờ bữa nữa Nhiên trả cái đó, Nhiên lấy là 3 đô nha. Ok. Check in bên này qua bên kia ở. Dưỡng chiều khắp phòng thôi. Lâm đợi nha. Nước cam này kinh khủng. Cái cam mà pha bột hồi xưa nó có cái hũ mà bột cam anh bự cho bá nè. Quá dở, quá dở. Chúng tôi đang gặp một sự cố đó là ai cũng lấy nước được hết nhưng cái vòng của mình thì nó lại không được kích hoạt. Mà họ nói là mình chưa thanh toán tiền bên kia. Một ly nước thì không có đáng gì hết, không uống cũng được nhưng mà vấn đề là ai cũng được, mình không được. Hiện đại làm gì? Và bây giờ phiền phức cho khách hàng, mình rất là không hài lòng. Ở đây nó tệ mọi thứ từ phòng ốc tệ cho đến dịch vụ. Thật ra tao thì cái mày một ly nước có quan trọng nhau, 1 đô cũng chẳng quan trọng so với 20 đô nhưng mà dịch vụ như cái cuộc tiền của người ta xong rồi cuối cùng mày sử dụng không được. Thôi bỏ đi. Một đôi gì? Không phải, như không phải vấn đề cần tiền, em hiểu không? Giờ nó không giải quyết làm sao. Trời, sao tôi không biết tiếng Anh, tôi tức quá mà. Ủa là sao Nhiên? Ý của Nhiên á là cái chồng của Nhiên không xài được đúng không? Nó vẫn được, nó vẫn trả Nhiên $2 rồi. Nó không hiểu, lúc Nhiên đưa là đưa $3. Nếu mọi người là đưa $3, mọi người xài được thì trả lại cho mọi người $2 đúng không? Ừ. Còn cái dòng của Nhiên không uống được nữa. Của Nhiên không xài được mà nó vẫn trừ tiền, mà Nhiên bực hiểu không? Nhiên không phải Nhiên tiếc $1 mà Nhiên tiếc cái dịch vụ là tại sao tao đếm xài được mà mày vẫn trừ tiền của tao. Bên đó nó có cho nước không? Không. Thôi, hiểu không? Ý của Nhiên là Nhiên bực cái bên này. Nhiên muốn nói là tại sao tao không xài được, mày không có trách nhiệm gì với tao hết hả? Đúng không? Đúng rồi, nãy nói với ông kia rồi. Ông kia. Nhưng mà như bên này, ý là bên này, ủa thì tao không xài được, mày cũng bắt mày trừ tiền tao. Có nghĩa là $1 không quan trọng, hiểu không? Nhưng mà Nhiên ví dụ ít nhất nó phải xin lỗi như hay là gì chứ. Dịch vụ gì kỳ cục vậy? Tự nhiên cái ép người ta cầm cái dòng xong mẹ không xài được, cũng không xin lỗi không gì hết, tự nhiên trừ tiền của người ta. Nãy giờ cái ông kia nãy giờ nói nãy giờ không có giải quyết. Ông kia ông đực cái mặt ra. Ô, thì bây giờ nó bắt mày đi lên lấy cái găng xuống chứ nó không chịu lên kiểm tra thì mày phải đi làm đi. Cái bên kia nó còn bưng đồ lên cho mình nữa, còn giờ tự bưng đồ. Nói chung ở đây là một tập hợp những chuỗi bức xúc nhất ở trong cái khách sạn này. Tự nhiên cái mình phải đi lên lấy cái khăn đó. Mẹ cái khăn thì xù lông tới ghê luôn á. Cái mền đất bụi. Cái mền đất thì như là cái khăn chùm xác á. Mưa mấy lần luôn á, lạnh quá. Ủa bên mày không có khăn hả Nhiên? Có khăn đâu mà có, không có cái gì luôn á. Anh đi lên lấy hai cái khăn xuống đây cho nó kiểm tra. Thì à? Ừ. Mày biết không, cái vụ $20 ngày hôm qua thối lộn là con Kỳ xuống, cái con bé nó kêu là ngày mai nó mới kiểm tra được. Xong mà biết hồi nãy nó xong sáng nay nó lại kêu nó ca này nó làm nó không làm. Ừ. Trời ơi lừa đảo cái gì đùn đẩy. Má điên thế. Cũng Kỳ mất $20 mới tất. Cái khách sạn đầu tiên của tao mà tao phải đi lên lấy cái khăn xuống để cho anh kiểm tra luôn mày. Tao chưa thấy cái dịch vụ đâu mà nó tệ như ở đây luôn á. Tao ở $22 đó nha. Mày ở $22 hả? Ừ. Ủa bữa mày ở bên kia bao nhiêu đô? 620. Mắc hơn chút xíu gì, mắc hơn xíu người ta có bao ăn sáng rồi. Phí tùm lum nữa cũng vậy thôi. Mà nó không phí nữa. Ông bao ăn sáng này đô phí nữa đúng không? Là 500 mấy. Ừ bên kia bao ăn sáng. Rồi đây xe tụi nó nè. Tụi nó rồi. Mọi người ơi. Nhiên ở phòng nào vậy? Ủa cái cây này nó nằm nghiêng luôn nè. Nó mọc mắc cười ghê. Ôi dạ. Mọc theo hướng nắng. Còn đó hả? Bưng ra lâu thì vậy thôi. Có áo không dưỡng nghe tiếng. Banh luôn áo luôn. Bây giờ là tụi mình đã tắm xong rồi. Và bây giờ là 4 giờ chiều kém 4 phút. Tụi mình đang đi ra ngoài bờ sông. Ở phía sau của bungalow. View ở đây khá là đẹp. Càng ngày càng nặng hả? Ở đây có mấy cái view ảo ha. Ê à. Người ta có bungalow view sông. Mình không được. Đó là view sông nhưng mà view sông không có giường đứng. À. Còn giá có bằng không hay mắc hơn? Mắc. Bao nhiêu? Giá tới 3 mấy đô. 3 mấy đô một đêm hả? Là 600 mấy. Gần 700. View sông đẹp hơn. Cái này hồi nãy nó là Mexico mix. Giống bánh taco á. Nó là Mexico mix, nó có bánh kép ở dưới nè. Kép đâu, này giống bánh taco. Ở chợ Tây Ninh gọi là bánh kép. Bao nhiêu tiền cái này? $5. Hoặc $2. Quá rẻ luôn á mọi người, quá rẻ. Trong cái bungalow vậy là quá rẻ luôn. Gửi xe còn mình đi taxi qua một cái khách sạn ở trên thị xã Hà Tiên để tắm rửa, nghỉ ngơi và đi ăn tối. Cảm ơn các bạn đã xem hết vlog phần này. Hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau trải nghiệm và khám phá Campuchia nhé.